Những người lính da trắng của Bác Hồ. Bộ đội Cụ Hồ là tên gọi thân mật để chỉ những người lính Việt Nam đã sống, chiến đấu và thậm chí là cả hy sinh dưới ngọn cờ cách mạng, được chính lãnh tụ Hồ Chí Minh soi đường và dẫn dắt. Thanh niên Việt Nam thời chiến, ai nấy đều nô nức xung phong đi lính, thậm chí người chưa đủ tuổi cũng tìm đủ mọi cách để gian lận đi lính cho bằng được. Cốt cũng chỉ mong được đứng trong hàng ngũ bộ đội Cụ Hồ, chiến đấu với giặc để bảo vệ đất nước. Đặc điểm nhận dạng của những người lính Cụ Hồ thường là thấp bé, nhẹ cân, gầy gò ốm yếu, mắt đen sáng, da vàng vọt. Tuy nhiên vào những ngày đó, người ta nhìn thấy trong đội ngũ lính Cụ Hồ đột nhiên xuất hiện những người thanh niên cao to lực lưỡng, da trắng bóc, mắt xanh mũi lõ, rõ ràng là rất khác biệt. Thời đó chuyện kết hôn với người ngoại quốc cũng chưa phổ biến như bây giờ, nên những người đó chắc chắn không phải Việt kiều trở về giải phóng quê hương. Việt Nam cũng không có tiền và càng không có nhu cầu để nhập tịch những cầu thủ khủng bố như vậy. Giống như một chú mèo Mã Lai nào đó đã cứ ảo tưởng bản thân là hổ, nhập tịch về toàn to xác, xong cuối cùng vẫn bị những chiến binh sao vàng dần cho ra bã đấy thôi. Đặc biệt hơn, tất cả những người lính này từng đứng bên kia chiến tuyến với những người lính Cụ Hồ chính gốc. Vậy nguyên nhân gì đã khiến họ thay đổi, quyết định bỏ địch theo ta, trở thành một người lính Cụ Hồ thật sự? Nếu anh em cũng thắc mắc thì hãy cùng Mr. Sway của Ngược Dòng Lịch Sử đi tìm câu trả lời ngay và luôn anh em nhé. Trong kháng chiến chống Pháp, nhiều trí thức trong quân đội Lê Dương đã được giác ngộ, tự nguyện đứng vào hàng ngũ Việt Minh và trở thành những cán bộ xuất sắc. Họ được gọi với cái tên những người lính da trắng của Bác Hồ. Con số này không nhiều, song cũng không ít. Tuy nhiên tiêu biểu trong số đó phải kể đến ba cái tên người lính là Đại Đồng, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Chiến Sĩ, lần lượt mang quốc tịch Pháp, Hy Lạp và Đức. Họ sinh ra là người nước ngoài, thậm chí đồng chí Đại Đồng còn là người Pháp, kẻ thù chính thức của Việt Nam lúc đó. Nhưng cả ba đều lựa chọn đứng dưới ngọn cờ cách mạng Việt Nam do ảnh hưởng của Hồ Chủ tịch. Câu chuyện này đã được truyền tải sống động, cảm xúc trong phim VTV đặc biệt Giữa Những Quê Hương. Điều này khẳng định, dù bạn là ai, mang màu da gì đi chăng nữa, thì chỉ cần biết giác ngộ khi được mặt trời chân lý chói qua tim, thì đều có thể trở thành một người lính Cụ Hồ xịn, chứ không phải hàng pha ke như cái bọn mật thám của địch nằm vùng trong nội bộ ta. Đất nước này đã từng và vẫn còn chiếm một vị trí lớn trong cuộc đời chúng tôi. Đối với một số chúng tôi, đó là quê hương và nỗi nhớ nhung không bao giờ phai nhạt. Đối với một số khác, đó là xứ sở rất xa mà lại rất gần. Chúng tôi muốn nó là kỳ vọng cho ngày mai. Đó là những lời nói chứa đựng tình cảm chân thành của ông Georges Boudarel, người mang bí danh Đại Đồng, một trí thức Pháp được người Việt Nam ưu ái gọi với danh xưng ông Bụt Việt Nam. Ông Đại Đồng là người đã dành cả thời thanh xuân của mình để hoạt động cách mạng, ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam và xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Ông Boudarel sinh ngày 21 tháng 12 năm 1926 trong một gia đình công giáo ở Cộng hòa Pháp. Vào cuối những năm 1940, sau khi tốt nghiệp đại học ngành văn chương, ông bắt đầu công việc làm giảng viên triết học tại trường Marie Curie ở Sài Gòn. Thời gian này, ông tham gia nhóm Marxist của những người Pháp ở Sài Gòn. Năm 1949, Boudarel rời bỏ cương vị giáo viên tại Trung học Giác Xanh, Đà Lạt, tham gia vào Việt Minh với bí danh Đại Đồng và được phân công làm việc tại Địch vận Việt Minh, phát thanh cho Ban Pháp ngữ Đài Nam Bộ Kháng Chiến. Công việc cụ thể của ông là làm công tác tuyên truyền tại trại tù 113 ở Việt Nam. Sau đó ông được thuyên chuyển ra Bắc và hoạt động tại chiến khu Việt Bắc. Sau khi cuộc chiến tranh Đông Dương kết thúc, ông trở về Pháp năm 1967 và tiếp tục đi học. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài về Phan Bội Châu và làm giáo sư trường Đại học Paris 7, giảng dạy lịch sử hiện đại Việt Nam và trở thành nhà nghiên cứu hàng đầu về Việt Nam. Từ năm 1991 đến năm 2003, ông phải đối mặt với những lời buộc tội vô căn cứ từ một số cựu tù binh Pháp tại Đông Dương. Họ vu khống ông tra tấn họ thời làm công tác giác ngộ tù binh ở Việt Nam. Những lời cáo buộc vô căn cứ này trở thành cú sốc lớn khiến ông đột quỵ và sống những năm cuối đời ở trại dưỡng lão không người thân thích. Vượt qua nhiều biến cố và thử thách, ông vẫn dành trọn tình yêu với Việt Nam và coi Việt Nam là tổ quốc thứ hai của mình. Tình yêu đó được thể hiện bằng những công trình nghiên cứu, tác phẩm, bài báo về lịch sử Việt Nam. Ông còn là một dịch giả tài năng khi đã dịch nhiều tác phẩm Việt Nam ra tiếng Pháp như Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký của Tô Hoài, Đại Thắng Mùa Xuân của Đại tướng Văn Tiến Dũng. Dù số phận nghiệt ngã, nhưng tới những giờ phút cuối đời, ông không hề hối hận vì đã lựa chọn theo lý tưởng. Ông từ trần vào ngày 26 tháng 12 năm 2003, hưởng thọ 77 tuổi. Trước đó, ông từng có di nguyện chia đôi cho cốt, một nửa ở Pháp và một nửa được trở về Việt Nam. Tuy nhiên, phải mất nhiều năm sau khi ông mất, gia đình và những người bạn mới đưa được một phần cho cốt của ông về với sông Bé, về với Việt Nam. Dù muộn, nhưng vẫn là một kết cục thật đẹp đối với người lính Bác Hồ, vì cuối cùng ông đã có thể trở về Việt Nam với Bác Hồ. Erwin Borch từng là một người lính trong đội quân Lê Dương gốc Đức. Tuy nhiên sau khi được Bác Hồ giác ngộ, ông quyết định theo Việt Minh và phục vụ cho cách mạng. Ông Erwin từng phụ trách biên tập, in ấn tờ báo Địch vận bằng tiếng Đức và tiếng Pháp. Bác Hồ từng có lần gửi thư trao đổi với ông về cách đưa tin sao cho dễ hiểu, đánh trúng lòng trắc ẩn của những người lính Đức để họ buông súng đứng về phía Việt Minh.
Bây giờ ông Erwin không còn, nhưng một trong 6 người con của ông là nữ họa sĩ Claudia Việt Đức, người sinh ra ở chiến khu Việt Bắc, cũng là một nhân chứng. Gia đình ông còn lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu về một người Đức yêu Việt Nam. Người lính đặc biệt nhất trong hàng ngũ những người lính da trắng của Bác Hồ chính là Kostas Sarantidis, tên Việt Nam là Nguyễn Văn Lập. Sở dĩ nói ông là người đặc biệt nhất bởi ông là người nước ngoài đầu tiên và duy nhất cho tới nay được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, từng được giao nhiệm vụ tổng giám thị trại tù binh Âu Phi số 3 ở Liên khu 5. Lần gần nhất ông trở lại Việt Nam cách đây 11 năm, bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ. Ông bảo, lúc nào cũng muốn được ở lại Việt Nam, tiếc là điều kiện không cho phép. Xa Việt Nam nhưng ông lại có người bạn đời Việt Nam kề bên hơn 60 năm nay, có những người con hiểu chuyện về đất nước hình chữ S. Nguyễn Văn Lập sinh năm 1927 trong một gia đình nông dân ở Thessaloniki, Hy Lạp. Khi 16 tuổi, ông bị Đức Quốc xã bắt đi lính và đưa sang Đức. Ông trốn thoát và sống tạm trên những chuyến tàu qua lại trên biên giới Nam Tư, Hy Lạp. Sau khi chấm dứt Thế chiến thứ hai, vì không có giấy tờ tùy thân nên ông không thể trở về đất mẹ Hy Lạp, bị đưa vào trại tập trung tại Ý. Đầu năm 1946, ông xin gia nhập Lê Dương Pháp và được đưa sang Đông Dương theo sứ mệnh giải phóng các dân tộc tại đây, giải giáp quân Nhật. Nhưng đến đây ông mới biết mình bị lừa, vì chẳng thấy người Nhật đâu cả. Thay vào đó, ông được lệnh đi bắn nhau với Việt Minh. Đơn vị ông được tàu chiến đưa đến Sài Gòn, rồi sau đó đi xe lửa ra miền Trung. Ngay những ngày đầu đến Việt Nam, ông đã chứng kiến nhiều hành động tàn ác của quân Pháp đối với người dân bản xứ. Điển hình trong số đó là một ngày cuối tháng 2 năm 1946. Ông Lập cùng đơn vị đứng trước một cây cầu chờ đến lượt sang sông. Ông thấy một lá cờ Pháp treo trên một chòi canh. Trên hàng rào tháp canh, ông nhìn thấy bao nhiêu chiếc đầu người bị chặt cắm lên các cây cọc. Ông ngạc nhiên đến sững sờ, toàn thân ông run lên, nước mắt chảy xuống, tim đập loạn xạ. Ông tự hỏi tại sao người Pháp đã chịu nhiều đau khổ dưới gót chân phát xít Đức lại có hành động không khác gì kẻ thù của mình như vậy. Nhận ra sự tàn bạo và lừa dối đó của quân Pháp cũng là lúc ông gặp người vợ, một viên chức sứ quán Pháp tên là Lily. Đó chính là người được Việt Minh giác ngộ và cô nói cho ông về những người cách mạng đang thực hiện lý tưởng cao đẹp, quyết giành lại độc lập, tự do cho đồng bào mình. Chính những điều này đã khiến Kostas Sarantidis nảy sinh ý định sang phe Việt Minh. Ông kể, tôi còn nhớ như in đó là ngày 4 tháng 6 năm 1946. Tôi đào ngũ trốn theo Việt Minh cùng người bạn ở đơn vị lính Lê Dương người Tây Ban Nha tên là Santo Marinos. Khi trốn thoát, hai anh em tôi đã giải thoát cho 25 tù binh khác, mang theo một súng máy cùng hai khẩu súng trường. Sau hai ngày lên núi, chúng tôi đã gặp bộ đội Liên khu 5, được bộ đội làm cơm ăn mừng. Bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời tôi bắt đầu từ đó. Tôi đã tự quyết định số phận của cuộc đời mình khi theo bộ đội Việt Nam, trung đoàn 812 đóng tại Bình Thuận. Bước ngoặt này sau được Kostas kể lại trong hồi ký bằng tiếng Việt mang tên Vì sao tôi hàng Việt Minh, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân năm 1997. Tại khu kháng chiến, ông được đặt tên Việt là Nguyễn Văn Lập và chính thức gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam, là một trong những chiến sĩ quốc tế trong hàng ngũ Việt Minh. Cũng từ đây, ông được đồng đội gọi bằng cái tên chung là Bộ đội Cụ Hồ. Khi tham gia Việt Minh, ông hoạt động trong các đơn vị chính quy Liên khu 5. Ở chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng, được giao công tác địch vận, phát thanh vào đồn quân Pháp, thu phục được 40 lính Lê Dương bỏ hàng ngũ của Pháp và cứu sống được 120 người bị địch bắt. Ông cũng từng cùng đồng đội bắn rơi máy bay Morane và bắt sống 3 phi công Pháp ở gần ga Phú Cang, Quảng Nam. Ngày 13 tháng 4 năm 1948, đơn vị ông chống càn tại Hương An, Bà Rén, tiêu diệt 200 quân đối phương. Nguyễn Văn Lập cũng từng làm tới chức tổng giám thị trại tù binh Âu Phi số 3 ở Quảng Ngãi. Năm 1949, ông được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, ông tập kết ra Bắc và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Ông từng lái xe tải ở các mỏ than Na Dương, mỏ thiếc Cao Bằng, làm phiên dịch cho chuyên gia Cộng hòa Dân chủ Đức ở nhà máy in Tiến Bộ và nhiều lần đi đóng các vai Pháp, Mỹ trong một số bộ phim truyện Việt Nam. Năm 1958, ông lấy vợ Hà Nội, sinh được 4 người con. Cả 4 người con của ông Lập đều có tên Việt Nam và tên Hy Lạp, lần lượt là Nguyễn Văn Thành, Bạch Tuyết, Bạch Nga, Tự Do. Sau này ông còn có cả một đứa cháu tên là Hồ Minh vì sinh vào đêm 19 tháng 5. Ông nói rằng, Bác Hồ đối với tôi là Thánh. Năm 1965, ông cùng gia đình trở về Hy Lạp, nơi ông còn có một mẹ già đang sống. Từ ngày trở về Hy Lạp, suốt 56 năm, ông luôn luôn hướng về Việt Nam. Ông tham gia Đảng Cộng sản Hy Lạp, làm nòng cốt hội người Việt Nam ở Hy Lạp, vận động quyên góp lấy tiền gửi sang Việt Nam ủng hộ nạn nhân bị chất độc da cam, người nghèo. Cuối tháng 8 năm 2013, ông đáp chuyến bay từ thủ đô Athens, Hy Lạp sang Hà Nội, dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do nhà nước Việt Nam trao tặng. Sang Việt Nam, Nguyễn Văn Lập như được về lại nhà mình, ông thấy khỏe ra nhiều. Ông cười bảo, lần này mới là lần thứ 8, ông sẽ tiếp tục đến Việt Nam và phấn đấu có tới 10 lần trở lại mảnh đất này. Cô con gái Bạch Tuyết đi cùng ba, tuy hơi bập bẹ chút ít tiếng Việt, cũng đã kịp tiết lộ. Gia đình cháu và bác sĩ không ai đồng ý để ba sang đợt này, nhưng ba cháu quyết tâm lắm. Ba đã viết sẵn di chúc và bảo,
nếu có chết thì cũng nằm lại quê hương thứ hai. Với mức lương hưu ít ỏi nên để có thể thực hiện được 8 chuyến đi trở lại Việt Nam, ông đã phải lên kế hoạch để dành tiền. Ông để dành 3 euro tiền uống cà phê mỗi ngày để mua vé. Ông còn kể rằng lần nào trước khi sang Việt Nam, ông cũng viết di chúc để lại, dặn dò vợ con là nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì dứt khoát không đưa ông về Hy Lạp mà hãy chôn cất ông ở Việt Nam. Vì với ông, Việt Nam cũng chính là tổ quốc, là quê hương như đất nước Hy Lạp mà ông đang sinh sống. Thế đấy anh em ạ, có những người Việt Nam chỉ vì một chút hậu đãi của Pháp đã sẵn sàng làm tay sai cho chúng, dẫm đạp lên xương máu đồng bào. Nhưng cũng có những người nước ngoài, chẳng vì điều gì cả nhưng vẫn hiên ngang đứng trong hàng ngũ cách mạng, chiến đấu như một người lính Bác Hồ thực thụ. Họ đến từ những nước khác nhau trên thế giới, nhưng đều có một đặc điểm chung là đều đã cống hiến cả thanh xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nơi được họ và thế hệ con cháu của họ sau này xem như quê hương thứ hai của mình. Video hôm nay đến đây thôi anh em nhé. Nếu anh em thấy hay thì đừng ngại cho Xuôi và đồng bọn một like, chia sẻ và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.